Chào các bạn, đây là chỗ gành đá ở Tiêu Hòa. Đó, cái này là người ta cắt lên cũng đẹp. Đây kêu mình đến chụp hình. Gọi là gành đá đây là gành đá đĩa. Mình xuống coi mấy cái người ta gọi là gành đá đĩa nó đẹp cách cỡ nào, nhưng mà giờ thấy nó hơi như nó chảy vậy đó. Năm quá đó, đây là gọi là như cái đĩa hay thôi, gành đá đĩa nó đen ha, màu nó đen. Cái này không phải như cái đĩa mà nó dày lắm, mà đâu có phải như đĩa đâu. Đó, phải không?
ngoài kia thì nó cũng ướt ha. Gần đá đĩa, chỗ này nó đặc biệt, cái đá nó được mà sao nó màu đen ha. Thấy đá nó vậy đó. Đây đẹp hơn ha. Kia đó cũng có. Chỗ này nó đẹp mà. Dưới này nó đen thì chắc có rau này kia đó. Đóng. Leo lên. Đó là cái đường này xuống rồi, giờ mình đi lên lại. Nó làm cái đường lên xuống cũng đẹp. Mấy cái cây này. Thánh dữ hả? Wow. Thành đá đĩa. Sống đường. Sống trắng. Rồi giờ mình đi ra. Nắng lắm, hôm nay là nắng kinh khủng. Ta lấy cái đá đĩa này ta làm cái đồ, cái cối xay gạo, xay bột hả. Để chú quay cho các bạn thấy mấy cái cối. Giờ lên. Chào lên. Đẹp mà. Ta có đẹp á, anh cũng chụp xấu nữa. Dù gì. Chị em có đẹp, anh cũng chụp xấu nữa, anh chụp rất là xấu. Mặt sao ta chụp ra vậy chứ sao vậy? Cái đá đĩa nó cắt ra nó làm lót đường nè. Thì có mấy người này bán gì đây, nước dừa, nước mía. Bán đồ này kia, nón này kia. Đó, mấy cái cối xay bột à. Nhiều không? Trên kia quá sao nhiều. Đó, đây. Đó, làm ở để đây chân. Ai mua thì mua. Đó, trên kia có nhiều không? Đó, quá sao. Giờ đây nha, hát hò vậy đó. Lấy đá thôi làm nhạc. Đá đó hả? Làm nhạc.
lên. Anh chơi piano được không? À, chơi đàn guitar chút thôi. Piano thì không có chơi. Đàn có người dân tộc.